Jenny và Red Dragon được fan ủng hộ nhiệt tình chuyện hẹn hò, lý do là gì? Cho đến hiện tại, mối quan hệ giữa Jenny, Blackpink và Red Dragon vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Dù loạt bằng chứng được soi ra nhưng phía hai idol đình đám này vẫn chưa một lần thừa nhận tin đồn hẹn hò. Cho dù tin tức này có được xác thực hay không, phần lớn fan hâm mộ đều ủng hộ và thừa nhận rằng họ là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa. Cả hai đều đa tài, cả Jenny và Red Dragon đều là những ca sĩ hàng đầu trong làng nhạc K-pop, với những khả năng đỉnh cao hiếm có, khó xuất hiện ở bất kỳ ca sĩ nào. Ngay từ khi còn nhỏ, Jenny đã được huấn luyện bài bản để trở thành một ca sĩ hát chính linh hoạt. Cô có thể trình diễn nhiều thể loại, từ những bản rap sôi động cho tới những bản ballad trầm lắng. Khả năng hát live của nữ ca sĩ cũng cực kỳ tốt, cô luôn giữ được sự ổn định trong giọng hát và không bị chênh phô. Ngoài ra, Jenny còn thể hiện năng khiếu nổi trội khi chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano và sáo. Những khi trình diễn trên sân khấu, Jenny luôn cháy bỏng và cuốn hút với thần thái đỉnh cao, khiến khán giả không thể rời mắt. Red Dragon cũng là một ca sĩ hết sức linh hoạt với khả năng chuyển đổi lời rap và giai điệu trong đa số các sáng tác của mình. Chính điều này làm nên sự khác biệt trong âm nhạc của Red Dragon. Ngoài giọng ca cuốn hút trời phú, Red Dragon còn sở hữu khả năng nhảy đỉnh cao. Chính nhờ những kỹ năng đó cùng thần thái ngút ngàn đã luôn khiến fan hâm mộ phải vỡ òa mỗi khi anh xuất hiện trên sân khấu. Cả hai đều là những gương mặt đại diện cho các nhãn hàng thời trang lớn. Jenny và Red Dragon đều sở hữu phong cách thời trang vô cùng độc đáo, ấn tượng khi xuất hiện trước công chúng. Nhờ gu thẩm mỹ tốt cùng khả năng bắt kịp xu hướng, cả hai đều được mời xuất hiện trong các sự kiện của các hãng thời trang lớn trên thế giới. Red Dragon được biết đến là gương mặt đại diện cho nhãn hàng Chanel tại Hàn Quốc, là đại sứ cho thương hiệu này trong hơn 5 năm. Bên cạnh đó, Jenny còn được ưu ái gọi là Thánh Chanel Sống, cô được thương hiệu này lựa chọn trở thành đại sứ vào năm 2018 và vinh dự được ngồi hàng ghế đầu trong các sự kiện thời trang của Chanel. Jenny và Red Dragon đều hòa đồng thân thiện. Jenny luôn thể hiện sự quan tâm chân thành đến các thành viên của Blackpink, đảm bảo rằng những người bạn của mình luôn ổn và tạo cho họ cảm giác được yêu thương. Còn với Red Dragon, khi còn là trưởng nhóm Big Bang, những khi không sáng tác nhạc, anh luôn thích đi vòng quanh với các thành viên của mình và luôn nở nụ cười đặc trưng trên môi. Với các fan hâm mộ, cả hai đều thể hiện sự biết ơn chân thành với những người đã luôn dành sự yêu thương cho mình. Về phía Red Dragon, dù sở hữu lượng fan cực lớn nhưng anh luôn thể hiện những cử chỉ thân thiện và gần gũi. Anh để cho người hâm mộ thoải mái ôm, thậm chí là véo má của mình. Hay trong một lần ký tặng, Red Dragon đã tặng hoa hồng cho từng người đến tham dự. Còn về phía Jenny, cô luôn cố gắng thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Blink. Trên trang Jenny World, Twitter đã từng đăng tải một đoạn clip. Jenny bước ra khỏi đường đi quy định để tiến gần và nhận quà từ fan, mặc dù Jenny không được phép thực hiện hành động này. Jenny và Red Dragon đều là tượng đài lớn của K-pop. Không thể phủ nhận rằng cả Jenny và Red Dragon đều tạo dựng được thương hiệu không chỉ cho bản thân mà còn nuôi nền âm nhạc Hàn Quốc lên một tầm cao mới. Red Dragon là nhóm trưởng của Big Bang đã tạo nên không ít kỳ tích trong những năm tháng hoạt động và là một biểu tượng khó có thể thay thế. Còn với Jenny, tuy còn trẻ tuổi nhưng cô đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc với nhiều tác phẩm xuất sắc, được kỳ vọng sẽ thay thế tên tuổi các đàn chị trong làng nhạc K-pop tương lai. Cả hai đều đã để lại những ấn tượng sâu sắc không chỉ với người hâm mộ Hàn Quốc mà còn đối với nhiều người hâm mộ quốc tế. Jenny và Red Dragon quả thật là hai nghệ sĩ vô cùng tài năng và có sức hút mãnh liệt. Không thể phủ nhận một điều là họ có rất nhiều điểm tương đồng. Cả về mặt nghệ thuật lẫn phong cách sống, điều này có thể lý giải vì sao tin đồn hẹn hò của cả hai đều được fan hâm mộ chú ý và ủng hộ nhiều như vậy. Cho dù cả hai có chính thức hẹn hò hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận cả Jenny và Red Dragon có thể tạo thành một cặp đôi đẹp của K-pop.